Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống bão số 3. Quảng Bình kêu gọi tàu thuyền phòng nơi tránh trú bão. Phóng sự Nghị định 67 ba đỡ của ngư dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu, mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ, chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước, cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thẳng lời di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 16 tháng 9, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị ở điểm cầu Quảng Bình có Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan Bộ Chỉ huy. Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác chuẩn bị và triển khai lực lượng, phương tiện phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu. Nghe đại diện các quân khu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân cùng đại diện Bộ Chỉ huy các tỉnh ven biển báo cáo công tác triển khai phòng chống bão số 3, thực hiện công điện chỉ đạo của Bộ Tham mưu Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình đã kịp thời triển khai công tác chuẩn bị phòng chống bão lũ, cùng với việc duy trì nghiêm túc hệ thống trực chỉ huy, trực ban, trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, phối hợp với các đồn biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh, triển khai phương án trang trọng kho tang, dân trại, trang bị của đơn vị. Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình đã triển khai lực lượng phương tiện gồm 230 cán bộ chiến sĩ, 8 xuồng cao tốc, 5 xe kéo xuồng, 5 xe chỉ huy sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình vừa có công điện số 03 CD PCLB điền Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các sở ngành với nội dung: 1. Thực hiện nghiêm túc cả công điện số 20 CDTU ngày 14 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, công điện số 21 CDTU ngày 14 tháng 9 năm 2014 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, và công điện số 1762 CDTTC ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở vùng núi, nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước và tình trạng an toàn của các hồ chứa, thực hiện vận hành công trình theo đúng quy định, tăng cường công tác tuần tra canh gác, chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, sẵn sàng xử lý ngay từ đầu các sự cố khi vừa phát sinh, triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn hạ du các hồ chứa nước, các công trình đang thi công. 3. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú. 4. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. 5. Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng chống bão lũ, nắm vững thông tin và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã triển khai những phương án cụ thể để ứng phó với bão. Trong đó, công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn vẫn được tỉnh Quảng Bình tích cực triển khai.
Đến thời điểm 15 giờ chiều ngày 16 tháng 9, tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Danh đã có trên 300 tàu vào tránh trú an toàn. Đây là một trong những điểm tránh trú bão chính của tỉnh Quảng Bình với sức chứa 450 thuyền. Vì vậy, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Danh phối hợp với hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tích cực kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Tàu về biển thì cũng theo dõi đài, được sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng có kêu gọi anh em trên tàu rồi cũng nghe tin tức rồi cũng lo tranh thủ chạy vào bờ để tìm nơi trú ẩn an toàn. Ngay sau khi nhận được thông tin về cơn bão số 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng lên phương án để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, theo dõi chặt chẽ hướng di chuyển của bão để có phương án phòng chống hiệu quả. Đối với các đồn biên phòng tuyến núi, chủ động đề phòng mưa lớn gây lũ lụt sạt lở đất và chuẩn bị biện pháp đề phòng bị chia cắt dài ngày. Đối với đồn biên phòng tuyến biển, thường xuyên thống kê kiểm điểm tàu thuyền và khu vực hoạt động, giữ thông tin liên lạc để thông báo hướng dẫn và giúp đỡ tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, dự trữ lương thực thực phẩm và chuẩn bị sẵn sàng nhân lực để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn kịp thời. Khi ngư dân đã vào đến bờ thì đơn vị đã tổ chức lực lượng về hướng dẫn cho ngư dân vào âu thuyền cứu bão. Đến nay thì cơ bản là ngư dân của tỉnh Quảng Bình cũng như các tỉnh bạn đã vào đến cảng dân đảm bảo an toàn, và đơn vị cũng đã bố trí sắp xếp cho cán bộ đi theo các phương tiện để sắp xếp neo đậu ở khu vực trú tránh bão ở cảng dân, đảm bảo trật tự, tránh cái trường hợp là các tàu thuyền mà khi mà gió vào thì là chỗ đẩy vào nhau là gây vỡ màn và chìm tàu. Đến thời điểm 15 giờ chiều ngày 16 tháng 9 vẫn còn trên 40 tàu thuyền của tỉnh Quảng Bình đang hoạt động tại các vùng biển xa. Lực lượng bộ đội biên phòng của tỉnh Quảng Bình vẫn đang tiếp tục tìm cách liên lạc với số tàu nói trên để kêu gọi vào nơi tránh trú bão an toàn. Tại huyện Quảng Trạch, thực hiện công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phòng tránh cơn bão số 3, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn huyện Quảng Trạch cũng đã chỉ đạo các địa phương có tàu thuyền kêu gọi ngư dân đánh cá ngoài khơi về nơi tránh trú an toàn, hướng dẫn bà con ngư dân neo đậu tàu thuyền, che đầy các trang thiết bị phục vụ hoạt động khai thác hải sản. Toàn huyện Quảng Trạch hiện có trên 700 tàu thuyền đánh cá. Tính đến 16 giờ ngày 16 tháng 9, cơ bản các tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn. Số tàu thuyền chưa về kịp cũng đã ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão. Các địa phương có hồ đập thủy lợi, phân công người canh gác thường xuyên để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Chỉ đạo các địa phương có ao hồ nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn bà con nông dân thu hoạch sớm nhằm giảm bớt thiệt hại do bão lũ. Sáng nay 16 tháng 9, Sở Tư pháp đã tổ chức tọa đàm trao đổi về quyền tự do kinh doanh, các quy định liên quan đến doanh nghiệp được quy định trong hiến pháp và pháp luật. Đây là một trong những hoạt động thực hiện chương trình 585 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 và đề án tăng cường các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014. Thể chế hóa quan điểm đường lối của Đảng và Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng như Hiến pháp, Luật Doanh nghiệp 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2013, trong đó có nội dung quy định về quyền tự do kinh doanh. Việc thừa nhận và đảm bảo quyền tự do kinh doanh là cơ sở hình thành môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh cho từng lĩnh vực kinh tế cụ thể. Trong đó, nhà nước sẽ điều tiết nền kinh tế thị trường thông qua cơ chế điều tiết kinh tế vĩ mô dựa trên hệ thống pháp luật phù hợp, chính sách đúng đắn và các giải pháp có tính khả thi nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Tại tỉnh Quảng Bình, hệ thống pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã và đăng ký thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng đã được ban hành khá đầy đủ, kịp thời và phát huy hiệu quả tích cực. Hàng năm, số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục tăng. Đến nay đã có 3.650 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đã đăng ký là 15.570 tỷ đồng, thu hút trên 50.000 lao động thường xuyên và hàng chục ngàn lao động thời vụ. Với chính sách đầu tư được cải thiện, môi trường đầu tư thông thoáng, tỉnh Quảng Bình đã thu hút nhiều dự án đầu tư với số vốn lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, mở rộng sang nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh tại Quảng Bình vẫn còn gặp phải một số khó khăn vướng mắc. Các quy định của pháp luật thiếu tính đồng bộ, chưa có sự thống nhất, dẫn đến khó khăn trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại các địa phương. Việc tổ chức theo dõi kiểm tra giám sát các chủ trương chính sách quy định liên quan đến quyền tự do kinh doanh chưa được quan tâm, vì thế một số chính sách đã ban hành chưa được triển khai thực hiện. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện pháp luật về đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại Quảng Bình, công tác ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh,
thực trạng chấp hành pháp luật về thuế của doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn, việc đảm bảo quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam hiện nay. Từ những góc nhìn khác nhau, các tham luận đã thể hiện được cái nhìn toàn diện đầy đủ và sâu sắc hơn về doanh nhân, doanh nghiệp, quyền tự do kinh doanh, góp phần nâng cao nhận thức và quyết tâm đầu tư sản xuất kinh doanh của lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kiến nghị những vấn đề cần tập trung thảo gỡ cho doanh nhân, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh hiện nay. Hôm qua 15 tháng 9, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình phối hợp với hạt kiểm lâm Minh Hóa, chính quyền địa phương và cả chủ nhà hàng, quán ăn trên địa bàn huyện Minh Hóa tổ chức ký cam kết không kinh doanh buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật hoang dã. Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch tổ chức chiến dịch ngăn chặn và ký cam kết không kinh doanh buôn bán tiêu thụ bất hợp pháp động vật hoang dã tại ba huyện vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và thành phố Đồng Hới của Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Trong thời gian một ngày, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã cùng với hạt kiểm lâm huyện Minh Hóa và chính quyền địa phương trực tiếp đến kiểm tra 13 quán ăn, nhà hàng tại thị trấn Quy Đạt, xã Hòa Tiến, xã Trung Hòa và xã Thường Hòa. Tại thời điểm kiểm tra, hầu hết các nhà hàng đều chấp hành đúng quy định của pháp luật. Cùng với việc kiểm tra, đoàn đã kết hợp tuyên truyền phát tờ rơi, dán tranh cổ động và ký cam kết giữa hạt kiểm lâm huyện, chính quyền địa phương và chủ nhà hàng quán ăn về nội dung không kinh doanh buôn bán trái phép động vật hoang dã. Việc thực hiện ký cam kết này sẽ ngăn chặn việc tiêu thụ động vật hoang dã, từ đó góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên động thực vật quý của khu vực vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. Hưởng ứng năm thanh niên tình nguyện, thời gian qua, cả đoàn trường học đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện, tích cực tham gia đảm nhận nhiều công trình, thực hiện tốt các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 50 công trình thanh niên với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngày càng đa dạng hơn về hình thức tổ chức và chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các đoàn trường đã tập trung chỉ đạo đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện tại các địa bàn dân cư, như khám và cấp thuốc miễn phí cho 850 lượt người, hỗ trợ giúp đỡ 10 nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Tổ chức cả lớp tuyên truyền, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Bên cạnh đó, các đoàn trường học trong toàn tỉnh đã tặng hơn 1.000 suất quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách và trao tặng hơn 130 suất học bổng cho đoàn viên thanh niên, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em làng SOS, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật. Hôm qua ngày 15 tháng 9, trường tiểu học Đồng Phú, thành phố Đồng Hới và trường tiểu học thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh đã tổ chức khánh thành công trình bể bơi an toàn do dự án Golden West tài trợ. Golden West là một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ. Công trình bể bơi dành cho các trường tiểu học Đồng Phú và thị trấn Quán Hào là những hoạt động nằm trong dự án bơi an toàn cho trẻ em mà tổ chức đang triển khai thí điểm tại tỉnh Quảng Bình. Tổng kinh phí tài trợ cho hai công trình này là hơn 33.000 đô la Mỹ, tức gần 700 triệu đồng. Mỗi công trình bể bơi là một hệ thống gồm nhà bơi, bể bơi di động, máy bơm nước, nhà thay đồ, khu tắm tráng. Ngoài ra, dự án cũng đã thực hiện 3 khóa đào tạo về kỹ năng sải bơi an toàn, giám sát và sơ cấp cứu đuối nước cho 19 giáo viên sải thể dục trên địa bàn thành phố Đồng Hới và thị trấn Quán Hào. Với công trình này, các em học sinh sẽ được học bơi một cách bài bản tại trường, có phần nâng cao thể lực và kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước. Chương trình thời sự tối nay xin được chuyển sang một số thông tin đã quan tâm trên các lĩnh vực khác. Nông dân Quảng Bình chúc sức xây dựng nông thôn mới. Phóng sự Nghị định 67, ba đỡ của ngư dân. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Lê Hòa, huyện Tuyên Hóa kiểm tra đánh giá hiệu quả mô hình gà thác phương trên địa bàn xã. Mô hình được triển khai thực hiện từ tháng 4 năm 2014 với 2.000 con gà rồng do hai hộ dân của xã Lê Hòa thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh hỗ trợ 100% giá trị con rồng, 30% thức ăn chăn nuôi giai đoạn đầu. Gia đình chị Lê Thị Hồng Thẩm và chị Nguyễn Thị Thanh là hai hộ được tham gia mô hình. Theo đánh giá của cán bộ chuyên ngành chỉ đạo mô hình, thì tỷ lệ gà nuôi sống đạt 85%. Các hộ tham gia thực hiện đề án đáp ứng các điều kiện về vườn thả, chuồng trại, lao động để phát triển chăn nuôi gà thả vườn theo phương pháp tự nhiên. Thức ăn chăn nuôi chủ yếu là ngô, sắn và một số loại thức ăn khác có sẵn tại địa phương, giá thành rẻ. Cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn các hộ tham gia mô hình thực hiện tốt việc xây dựng chuồng trại, dụng cụ ủng gà, chụp sưởi, bổng điện, trổ lót nền, màng ăn, màng uống, phun thuốc khử trùng chuồng trại trước khi nhập giống, đặc biệt là quy trình chăm sóc, theo dõi, phòng trừ dịch bệnh và tư vấn xử lý những phản sinh tại cơ sở. Trước khi nhận gà về nuôi, các hộ thực hiện mô hình đã được tổ chức tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi gà. Sau 77 ngày thả giống đến nay, đàn gà sinh trưởng và phát triển tốt, không có dịch bệnh xảy ra
trọng lượng đạt từ 1,1 đến 1,5 kg một con. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, cả cấp hội nông dân Quảng Bình đã phát động nhiều phong trào thi đua nhằm phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong các cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thời gian qua, cả cấp hội nông dân trong toàn tỉnh đã tổ chức được 880 buổi tuyên truyền phát động, vận động nông dân hiến kế, hiến đất, hiến công để xây dựng nông thôn mới cho gần 41.000 cán bộ hội viên nông dân tham gia. Tính đến nay, Quảng Bình có gần 1.300 chi hội nông dân làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, duy trì cả công trình tự quản ở địa phương và cả công trình mang tên hội nông dân. Để chung tay xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, hội viên nông dân tỉnh Quảng Bình đã đóng góp trên 80.000 ngày công, hơn 13 tỷ đồng để làm mới, tu sửa nhiều công trình phúc lợi trên địa bàn như đường giao thông nông thôn, công trình điện chiếu sáng, nhà văn hóa. Xác định công tác xây dựng tổ chức hội nông dân là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định chất lượng hoạt động của tổ chức hội và phong trào hội, hội nông dân huyện Quảng Trạch đã tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, nâng cao hiệu quả của tổ chức hội. Đến nay, hội nông dân huyện Quảng Trạch có 18 cơ sở hội, 114 chi hội và 150 tổ hội với tổng số gần 22.000 hội viên. Nội dung, hình thức hoạt động của các chi tổ hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. 100% cơ sở hội trong huyện đều xây dựng được quỹ hội, trong đó quỹ cơ sở đạt 164 triệu đồng, quỹ chi hội với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, tăng trên 290 triệu đồng so với năm 2013. Để xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, thời gian tới, các cấp hội nông dân huyện Quảng Trạch sẽ thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chi tổ hội, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác hội tại cơ sở. Cùng với đó, các cấp hội sẽ đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh như tạo nguồn vốn vay, tập huấn khoa học kỹ thuật để nâng cao vai trò của tổ chức hội trong hội viên. Từ đầu năm đến nay, giá trị thu nhập từ lâm nghiệp của xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch đạt hơn 7 tỷ đồng. Xác định phát triển kinh tế rừng là hướng đi bền vững để xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch đã thực hiện tốt việc giao đất giao rừng đến từng hộ gia đình để phát triển kinh tế, mang lại thu nhập cao cho người dân. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, giá trị thu nhập từ lâm nghiệp của xã Lâm Trạch đạt hơn 7 tỷ đồng, chiếm 37% tổng thu trên địa bàn. Nguồn thu từ lâm nghiệp chủ yếu là từ rừng trồng và khai thác nhựa thông. Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo bà con đầu tư phát triển diện tích rừng theo hướng bền vững, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp, nâng cao giá trị thu nhập cho các hộ dân gắn bó với nghề rừng. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 67/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản được ban hành và có hiệu lực thực hiện từ ngày 25 tháng 8 năm 2014, bao gồm cả chính sách hỗ trợ đầu tư, tín dụng bảo hiểm và một số chính sách khác. Nghị định này ra đời thực sự là bà đỡ, là động lực giúp ngư dân cả nước nói chung, Quảng Bình nói riêng yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, ổn định đời sống và có phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cũng như nhiều ngư dân khác trong cả nước, hôm nay, ngư dân Đào Minh Hùng ở thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đón nhận những chính sách mới của Đảng, Nhà nước đối với ngư dân được quy định tại Nghị định 67 của Chính phủ với biết bao kỳ vọng. Với mức vay từ 70 đến 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới, lãi suất chủ tàu phải trả từ 1% một năm đến 3% một năm, thời hạn cho vay 11 năm, trong đó năm đầu tiên chủ tàu được miễn lãi và chưa phải trả nợ gốc, và ngư dân được thể chấp vay vốn bằng chính con tàu của mình. Nên gia đình anh Đào Minh Hùng đã có kế hoạch vay vốn để nâng cấp con tàu hiện có và đồng bởi thêm một tàu công suất lớn nữa để mở rộng sản xuất. Tôi cũng được mừng có được con tàu to để ra khơi, để bảo miền dài ngay. Trước đấy thì vay cái vốn với cái lãi suất cao. Ngư dân chúng tôi thì phải thuê chấp nhà cửa mà vay cũng được cao mà đủ để đóng nổi chiếc tàu. Bây giờ nghe tin của Đảng và Nhà nước có nghị định 67 giúp cho ngư dân chúng tôi vay về lãi suất thấp, chúng tôi đây rất là hoan nghênh và biết ơn Đảng và Nhà nước. Chúng tôi là hy vọng rằng mà Nhà nước giúp đỡ cho sớm, gọn càng nhanh càng tốt để chúng tôi đóng tàu mới để con vươn ra khơi bám biển dài ngay. Không chỉ riêng gia đình anh Đào Minh Hùng mà ngay sau khi Nghị định 67 được ban hành, thấy được lợi ích thiết thực mà Nhà nước sẽ hỗ trợ, đến nay Quảng Bình đã có 959 chủ tàu đăng ký tham gia vay vốn trên 2.300 tỷ đồng. Trong đó có 444 tàu khai thác được đăng ký đóng mới, 505 tàu đăng ký cải hoán, nâng công suất và 10 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá. Nghị định 67 của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản là một nghị định mà có rất nhiều ưu việt, hỗ trợ cho bà con ngư dân. Trong đó có chính sách về đầu tư, chính sách tín dụng,
chính sách bảo hiểm và một số chính sách khác, mà đặc biệt là chính sách tín dụng và bảo hiểm cho ngư dân, thì bà con rất là đồng tình. Trong thời gian vừa rồi khi triển khai nghị định này thì chi cục đã tham mưu cho các cơ quan ngành về công tác tuyên truyền phổ biến các cái chính sách đến tận người dân. Và đến nay ấy, là bà con ở ngư dân Quảng Bình thì đã cơ bản là nắm bắt được khả thi các nội dung này và rất phấn khởi và tiếp thu cái chính sách này và đăng ký rất là nhiều. Trong cái chính sách này là có đồng mới, có nâng cấp cải hoán, đồng tàu thu mua, vỏ sắt, vỏ thép và bộ gỗ và các vật liệu mới. Từ đầu năm 2014 đến nay, Quảng Bình đã hỗ trợ cho ngư dân trên 82 tỷ đồng để đầu tư đồng mới cải hoàn hơn 70 tàu cá có công suất lớn. Nhờ vậy, đến nay tỉnh Quảng Bình có trên 1.100 tàu công suất lớn từ 90 đến 1.000 CV, có thể tham gia đánh bắt hải sản dài ngày trên các vùng biển xa, đặc biệt là ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Hiệu quả đánh bắt thủy sản của ngư dân Quảng Bình cũng đã được nâng lên rõ rệt. 8 tháng đầu năm 2014, ngư dân tỉnh Quảng Bình đã đánh bắt được trên 37.000 tấn, đạt gần 82% kế hoạch năm 2014. Thứ nhất là tất cả các khâu thủ tục hướng dẫn cho bà con ngư dân là phải làm sớm. Người dân của ta là giỏi về khai thác, sản xuất, nhưng mà trong các thủ tục hồ sơ thì người ta rất là hạn chế. Mà cái này các ban ngành là phải tổng hợp tất cả các nội dung nghị định và các thông tư để có một cái bộ hồ sơ hướng dẫn rất là ngắn gọn nhưng mà đầy đủ và dễ thực hiện. Thì thứ hai là ngân hàng phải có quyết tâm vào cuộc này. Người dân thì muốn vay nhưng ngân hàng phải có quyết tâm, thì bên muốn vay và bên cho vay thì mới gặp nhau được trong quá trình thẩm định. Cái thứ ba nữa là về phía các cấp ngành, đặc biệt là chi cục khai thác ấy, là phải là cầu nối để ngư dân, kết nối giữa ngư dân và ngân hàng, giữa ngư dân và các đơn vị thiết kế tàu cá, giữa ngư dân với các đơn vị đóng tàu, để hỗ trợ cho bà con trong ngày này, bởi vì người ta là người ngư dân nên người ta không quen cả cái thủ tục. Để tránh xảy ra tiêu cực, tỉnh Quảng Bình đã đề ra phương châm không thực hiện một cách ào ạt theo phong trào mà phải triển khai thực hiện nghị định theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra, áp dụng đúng đối tượng, phát huy tốt hiệu quả sau khi ngư dân được vay vốn. Trong quá trình thực hiện, Quảng Bình sẽ kết hợp tổ chức lại các mô hình sản xuất nghề cá, trọng tâm là các tổ đội đoàn kết, hợp tác sản xuất trên biển, khuyến khích vươn khơi xa, tăng thu nhập cho người dân. Chủ trọng các chính sách phát triển đồng bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần nghề cá, các khu tránh trú bão, nhằm tạo ra một bước đột phá cho ngành thủy sản. Quảng Bình là một trong những địa phương có số lượng lớn tàu thuyền tham gia đánh bắt vùng biển xa của khu vực miền Trung. Những chính sách kịp thời và thiết thực mà nghị định 67 của chính phủ đã đề ra chắc chắn sẽ tạo động lực cho người dân Quảng Bình vững tin bám biển để phát triển kinh tế, qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin bão khẩn cấp cơn bão số 3. Hiện nay bão đang ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ và vùng ven biển các tỉnh Bắc Bộ. Ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, cấp 12. Đảo Cô Tô có gió giật mạnh cấp 9. Ở Quảng Ninh có gió giật cấp 9. Vùng ven biển Hải Phòng, Nam Định có gió giật cấp 6 đến cấp 8. Ở Mậu Sơn gió giật cấp 11. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ vĩ Bắc, 109 độ kinh Đông, cách bờ biển Hải Phòng, Quảng Ninh khoảng 220 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km. Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Riêng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15, sóng biển cao từ 5 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tối nay, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau đó bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm. Đến 4 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ vĩ Bắc, 105,3 độ kinh Đông trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Ở các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định và các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Ở Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, riêng khu vực Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to.
Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,6 độ vĩ Bắc, 102 độ kinh Đông, trên khu vực vùng núi Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm dần dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Ở các tỉnh Bắc Bộ, bao gồm cả khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ, tiếp tục có mưa, mưa to đến rất to. Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của hoàn lưu xa phía Tây Nam cơn bão số 3, nên thời tiết trong 24 giờ tới, trên đất liền, trời nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trên biển, có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết cho cả khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 16 ngày 17 tháng 9. Khu vực miền núi trời nhiều mây có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới, trời nhiều mây có mưa, mưa vừa, có lúc có mưa to và dông, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 9, mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đến đây xin được kết thúc. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao.